cùng vén màn những lầm tưởng phổ biến trong ăn dặm và sự thật nhé. Mỗi khi bé không chịu ăn cháo thì mình thay bằng sữa cho bé uống là được. Nhưng sự thật là uống sữa thay ăn dặm kéo dài dễ làm bé biếng ăn hơn và chậm dai. Vì chỉ quen với thức ăn lỏng, nếu bé không chịu ăn cháo, mẹ có thể đổi cho bé ăn các loại bột ăn dặm. Vì bột ở dạng mịn, bé dễ thích nghi. Retialac Gold bổ sung đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất cùng 1 tỷ lợi khuẩn. Vị mặn ngọt thơm ngon, cho bé đổi món ngon mỗi ngày. Ăn ngon mà không ngán. Retialac Gold, dinh dưỡng cân đối, chuẩn vị bé yêu.